Mình đã chính thức hết tiền. Và mình nghĩ mình nên kiếm cho mình công việc. Mình không thể nào mèo mãi như này được, đúng không? Và thế là mình đã quyết định làm thêm. Đúng như vậy, mình đã nhận công việc làm thêm để kiếm thêm tiền. Nhưng mình làm việc vào lúc 3 giờ sáng. Và mình đã gặp một số chuyện kỳ lạ và rất là đáng sợ nha. Rồi, giết rác. Và trước khi bắt đầu công việc mới này thì các bạn cũng đừng quên giúp cho video của Sim được đăng một like. Và cậu có 3 giây việc này. 3, 2, 1. Thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ bắt đầu đi làm thôi. Let's go. Tại sao mới vào làm việc mà có cái âm thanh nó chào đón mình dữ ta? Bằng cách thần kiều đầy, ông chủ bắt mình làm việc vào lúc 3 giờ sáng. Cứ cực phải như vậy không? Alo, ngày đầu tiên làm việc mà. Mà thôi không sao, chúng ta mới làm việc thì chúng ta phải có một cái tinh thần gọi là gì ta? Quyết đấu và tinh thần gọi là hy sinh. Ok, đầu tiên lấy order từ khách hàng. Ok, rồi order từ khách hàng thôi mà. Ok. Tôi lấy đồ ăn số 2. Thức ăn số 2 hả? Ok, khách yêu đợi xíu. Ok, số 2 đúng không? Đấy, thức ăn số 2. Số 2 của em có đuôi gà. Đó, ok, dạ, đây của khách đây. Ủa, khách ơi, em chưa lấy tiền mà khách ơi. Cái gì vậy? Có tin tức là có một cái kẻ gọi là gì ta? Một cái chưa đọc xong luôn á, cho đọc được không? Trời ơi, chưa kịp nghe mà nó tắt ngửa rồi. Trời ơi, nói chung là trên TV là bảo là đang có một kẻ sát nhân đang gọi là bị thất lạc. Đấy, mọi người hãy cẩn thận, nó chưa kịp coi tin tức mà tắt vậy là sao? Dạ, xin mời khách số 2, số tiếp theo ạ. Tôi có thể ăn đồ ăn số 1 không? Thức ăn số 1, ok, dạ, đây. Trời ơi, em nhiệt tình lắm ạ. Thức ăn số 1 có hamburger, chắc là mình cũng thèm hamburger kìa. Dạ, của khách đây, dạ, em cảm ơn ạ. Cái gì vậy? Cho tôi đồ ăn số 3. Trời, nghe cái giọng rất buồn ngủ nha, nghe cái giọng cũng kiểu... Đưa cho tôi thức ăn số 3. Đưa lên. Trời ơi. Dạ. Trời ơi, đúng 3 giờ sáng mà. Số 3 là bánh donut. Trời ơi, ngon ta. Nhà hàng này có vẻ coi bộ là nhiều đồ ăn ngon đó. Dạ, cảm ơn quý khách ạ. Kể cái gì vào luôn. Khoan. Bắt con chuột ở trong gì ta? Phòng phòng vệ sinh. Cái gì? Bắt con chuột hả? Không. Tại sao chứ? Tôi là nhân viên mà, tôi đâu phải là người vệ sinh đâu. Alo. Có ai ở đây bắt giùm chuột đâu mà? Em đang bật bán hàng à. Alo. Cần cù thì bù siêng năng. Tính cái nhà hàng gì mà nghèo dễ sợ có chắc tôi là sao vậy? Rồi, vô nhà vệ sinh bắt con chuột đúng không? Nó đâu vậy? À! Các bạn có thấy gì không? Hồi nãy các bạn có thấy gì không? Có một cái người bóng đen gì đứng trước đây. Alo, cướp hả? Alo, cảnh sát ơi, cứu em, hồi nãy có cướp. Rico Milo, alo. Thành viên của Nam Làm Quả Úc Sen hả? Thiệt luôn hả? Nhà vệ sinh đúng không ạ? Hello. Ê, chuột ơi. Ê, chuột đúng bự luôn á. Một là bắt con chuột, hai là bị sa thải. Dạ biết rồi, dạ em sẽ bắt con chuột. Dạ. Ui. Yêu. Trời ơi, tụi mình đang giữ con chuột này các bạn. Ôi, thiệt cái nhà này. Ủa thật sự là cái cửa hàng này chỉ có chắc tôi hoạt động thôi hả? Alo. Thiệt tình á, không hiểu sao mình nhận cái công việc tào lao chứ. Nhận order của khách. Rồi biết rồi, đây. Đó. Tôi có thể ăn món số 4 được không? Excuse me? Thức ăn số 4 hả? Thức ăn 1, thức ăn 2, thức ăn 3. Anh ơi, ở đây quán em không có thức ăn số 4, có 1 2 3 thôi, anh chọn cái nào ạ? Tôi cần thức ăn số 4 nhanh lên. Dạ, anh đợi xíu nha, em vô check cái kho cái. Căng dữ rồi trời, trời tôi làm nhân viên chứ đâu phải chủ đâu, trời ơi. Cái kho đâu vậy? Cái này cái kho đúng không? Ôi, trời ơi, lạnh ngắt à đây tủ lạnh. Số 1. Có số 4 đâu? Anh ơi, em kiếm rồi, nó không có số 4. Anh chọn số 1, số 2, số 3 cũng được, không có số 4. Tôi không cần biết đem thức ăn số 4 cho tôi không, tôi đập quán đó. Đúng á, tôi là nhân viên chứ phải bà nội mấy người đâu. Mấy người đòi, tôi không có thì tôi đưa. Trời ơi, tức ghê á. Thôi, đưa đại đi, thôi đưa đại nha. Thôi, chắc số 3 cũng như số 4 á, thôi đưa anh số 3 đi. Đó, đây. Đó, của anh nè. Anh vẫn đi, vâng, anh vẫn đi. Nói chuột, cậu có thấy tớ bất công không? Ai làm bạn với con, trời đất ơi, tủng thân lắm cái gì á. Ê, lát nữa mình đem chuột đi đốt ha. Ừ, mình nghĩ vậy đó. Ráo tuyết dễ sợ, lâu lâu có người tâm sự không chịu nữa. Rồi. Tôi có thể lấy một con chuột chết được không?
Hả? Hả? Anh muốn con chuột chết này hả? Ờ, khách ơi. Hả? Ủa nó ghi thiệt nè, đưa cho khách con chuột. Ủa nhà hàng mình có order chuột, chuột cống hả? Alo. Dạ chuột của anh đây ạ. Dạ chuột anh đây. Ui, sao tối nay toàn gặp mấy người kỳ kỳ lạ mà. Cái nhà hàng này bị gì á mọi người? Vậy đây, pick up the trash, đi dọn cái rác. Trời ơi. Thôi mà anh ơi, em muốn rớt rác. Hôm nay em thấy có cái ông nào ông đứng ngoài này không anh ơi? Cái gì đây? Sad burger. Burger buồn. Trời ơi, sao tôi làm vô cái nhà hàng gì trời? Rõ ràng menu chỉ có thức ăn 1, 2, 3 mà ông nội kêu order số 4. Trời ơi, ê thiệt luôn á. Tại sao mình lại chọn một cái nơi mà nó hẻo lánh đi làm việc ta? Ê tôi cũng không biết luôn á. Em sao đúng một cái khu rừng có đúng một cái cửa hàng là sao ta? Rồi, vứt rác. Đời ơi, đừng có ám em. Em chỉ là một cô gái gì làm việc thôi. Em không có tiền, em không có gì hết. Anh ơi, đừng có ám em. Anh nói anh là cái người bị truy nã ra đời, đừng có ám em. Em chỉ là một cô gái làm việc thôi. Em không có tiền, anh đừng có ám em. Trời ơi, có điện thoại không? Mẹ ơi, cứu con ra đây. Ở đây có thằng quỷ sát nhân nó đang ám con mẹ ơi. Ê, mình muốn đi về quá à, thiệt á. Biết sau này đừng có làm việc tại lúc 3 giờ sáng rồi. Ê, ham tiền quá à chi. Nghèo quá biết sao giờ. Ok. Tôi có thể ăn đồ ăn số 1 không? À, ok, thức ăn số 1. Dạ, đây, thức ăn số 1. Đây, của anh đây ạ. Cảm ơn quý khách. Không bao giờ gặp lại. Thank you. Gì dạ? Ok các bạn, ngày 2. Ê, mình có thể đừng chào đón nhau ngày mới bằng cách cái tiếng nhạc nó dễ thương vậy được không? Lấy order của khách. Rồi dạ. Chào khách ạ. Để tôi lấy đồ ăn số 2. Ok, dạ. Khách muốn chọn số 2 ạ. Đùi gà. Vâng, dạ. Khách số 2. Vui lòng không gặp lại. Mop the sleep in the bed. Nói chung là dọn dẹp ở trong cái phòng vệ sinh. Ủa là sao? Ủa sao cái này nó có ở đây khi nào mình không biết vậy? Em nói thật với anh là em đăng ký vô cái tuyển dụng là em bán thức ăn thôi. Chứ sao anh bắt em gọi là đi vệ sinh rồi anh bắt em làm tùm lum vậy anh? Anh ơi mà tình hình là em thấy là có cái thằng quỷ sát nhân nó đang ở đây anh. Em sợ là cái tính mạng em nó không được ổn anh. Anh có chắc là anh... Em mà khoan, từ từ bây giờ mình phân tích như thế này đi. Hiện tại là ở ngay cái khu hẻo lánh này, à không, ở trong cái nhà hàng này chỉ có chắc mình và không có ai đi vào trong quán ăn cả. Nhưng tại sao lại có nước ở đây? Là ai ta? Ok các bạn, bây giờ mình đang rất là thắc mắc. Chúng ta có hai lựa chọn. Một là anh sát nhân đen xì xì. Hai chính là mèo Simi nhút nhát. Các bạn nghĩ ai sẽ là người làm ra cái đống hỗn độn này? Và đáp án chính là mèo Simi. Ủa gì? Ê, cái trò để tào lao nha. Cái gì sao mà tôi được? Sao lại tôi được? Em mà cũng lạ nha tự nhiên. À, rồi tôi dọn đúng không? Rồi. Đó, nhúng. Ủa mà khoan, mấy cái nước này là sao ta? Ai lại tè dầm dưới sàn nhà ta? Toilet ở đây nè. Toilet nó nằm ở đây nè, thấy không? Không đi vô, đi giữa sàn là... À, anh ơi, anh chủ em nói là cái nhà hàng nó hơi cũ á. Đèn nó cũng chấp á. Mình có đóng tiền điện đủ không anh nhờ? Em mà em hơi lo đó anh. Nhưng mà em sao? Dạ em dọn xong rồi anh ơi. Anh đừng bắt em làm gì nữa nha. Ok. Xong nha. Tích lấy order của khách hàng. Rồi. Dạ khách hàng tiếp theo ạ. Lấy cho tôi đồ ăn số 3. Rồi. Dạ. Thức ăn số 3. Đó. Rồi. Order của khách tiếp. Rồi, xin mời khách tiếp theo ạ. Bạn có thể ra ngoài và giúp tôi trông xe được không? Em có cái yêu cầu gì luôn hả? Hãy giúp người đàn ông bên ngoài. Anh ơi, em là nhân viên của quán mà. Em đâu có giúp từ thiện đâu. Sao đâu có cái nhiệm vụ này vậy anh ơi? Anh ơi, hồi nãy là em nghe có cái tiếng cái ông nội đó, nghe nó vang lắm. Ê, từ từ mình hỏi quản lý đã. Anh ơi, anh quản lý ơi. Có chuyện gì vậy? Hồi nãy em lấy order nhưng mà có cái anh kia ảnh bảo em ra ngoài giúp ảnh á, nhưng mà em là nhân viên á, em không có ra giúp ảnh được nên thôi chắc em không có giúp ảnh nha. Khách bảo gì làm nấy đi, không làm là tôi cho nghỉ việc đó. Nhưng mà anh ơi, anh ok mình sẽ giúp một. Hay sao cái ông tại sao vẫn là ông đen đen đó vậy?
Sếp ơi, có gì mà em bị gì sếp đi cứu em nha. Em mình có nên ra giúp không vậy? Anh ơi, anh bị gì vậy? Để em giúp anh. Anh ơi. Mình muốn nghỉ việc. Anh ơi, bây giờ anh cho em về nhà đúng không? Em muốn làm nữa. Em muốn nghỉ việc. Em không muốn làm nữa. Anh ơi, anh ơi. Anh ơi, cho em nghỉ việc anh ơi. Em không muốn làm nữa. Anh ơi, trả lời em đi. Em không muốn làm nữa đâu. Lấy cho tôi đồ ăn số 3. Tại sao tôi lại vô đây làm? Tôi bị theo dõi. Trời ơi, kinh nghiệm xương máu không... Mốt mà đi làm ấy, không dám đi làm khuya nữa. Cái nữa, trời ơi, tên sát nhân hiện tại vẫn chưa được bắt. Trời ơi, tiêu diệt mấy con nhện ở trong tủ lạnh. Alo, trời ơi, chết rồi. Cái gì mà, em nói thật á, em sao mấy cưng sống được trong đây vậy? Trong đây là tủ lạnh mà. Ew, mấy cưng đừng ăn nha mấy cưng. Đây đồ ăn toàn đồ ăn kìa. Đồ ăn ở đây ghê lắm, đừng ăn. Chị ăn thử rồi, ghê lắm, đừng ăn. Trời ơi, mấy nhện chắc nó ăn xong nó đứng hình luôn mấy bạn, đứng hình luôn. Đồ ăn ngon quá mà. Anh ơi, mình có thể cho em đi về được không? Chứ em không thể nào làm đi được một phút một giây đó. Khách hàng tiếp theo à? Lấy cho tôi đồ ăn số 2. Dạ, thức ăn số 2 của anh đây ạ. Anh ơi, cái gì mà... Anh kêu giúp em cảnh sát được không? Chứ giờ em không thể ở đây được anh ơi. Chứ em... Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh không nghe. Ai chọi đá gì vậy? À! Yeah! Trời quỷ thân ơi, ông nội ơi, hãy đưa cho tôi mèo Simmy. Alo. Trời ơi, khách ai gọi vậy? Anh chủ ơi. Này Simmy, tôi nhận được thông báo rằng một cửa sổ đã bị vỡ. Hy vọng đó chỉ là báo động giản. Mở két phía sau nhân viên của thằng. Một chiếc két sắt. Mật khẩu là 1, 2, 3, 4. Hãy lấy khẩu súng để tự vệ đi. 27 giây nữa hắn ta sẽ xuất hiện. Hãy trốn vào trong tủ lạnh. Hồi nãy anh chủ có bảo mình là ở sau bức tranh nó có một cái mình sẽ dạy nó sau với mình. Cực làm gì đã. Có súng. Nhưng mà có vàng lấy đâu mà không được à. Trốn là bơ cái gì hả? Anh ơi, anh ơi, đừng tới đây. Anh ơi, không có ai ở đây hết á. Em là... Dạ, anh ơi, đừng bắt em. Ủa? Ủa gì á? Ở vậy là mình tỏi rồi hả? Chà, đi làm việc xong tự dưng vô quan tài nằm luôn. Chà, vui dữ. Ủa gì vậy? Ủa vậy là tôi chính thức nằm vô quan tài luôn hả? Chà, có người thì dấn thăm luôn mà. Trời ơi. Ok các bạn, thì nói chung thì theo kinh nghiệm của mình là sau này các bạn đừng làm việc quá đêm. Bởi vì nếu mà đặc biệt là mấy bạn con gái nha, làm việc mà đêm mà một mình rất là nguy hiểm, nên các bạn phải cẩn thận. Đấy. Thì sau khi chúng ta có một con có gì đây? Có một con Úc Sơn tới viếng thăm chúng ta đấy. Ok các bạn, chắc video của mình như này thôi. Thì các bạn thấy như thế nào các bạn đừng quên cho mình biết nha. Và còn mình sẽ không bao giờ làm việc vào lúc 3 giờ sáng nữa. Nó rất là nguy hiểm. Ok. Còn bây giờ bye bye các bạn, và chúc các bạn ngày thật tốt đẹp. Bye bye.